lần đó là con nói là môn toán con không làm được cả một nửa bài luôn. Thì mẹ mới giỡn là tại con ngu á. Mà lúc đó thì mẹ đang cầm điện thoại nữa, cho nên là con biết là lúc đó mẹ chỉ nói cho vui thôi, nhưng mà con vẫn cảm thấy buồn. Câu nói mà ba mẹ làm con buồn nhất là ba mẹ luôn so sánh con với người ta, là tại sao con thấy con người ta không học rất là giỏi môn toán, môn lý, môn hóa, tại sao con không bằng con người ta vậy? Có một câu nói mà ba mẹ con đã nói con là giá như là tao không sinh mày ra và mày không phải là con trai của tao. Điều đó là làm cho con rất là nản, thật sự con rất là buồn. Có một lần ba con lại nói con là con đừng có nói vậy với ba, con đừng có mà dạy dỗ ba. Thì đó chính là cái khoảnh khắc mà khiến cho con kiểu cảm thấy là mình không nên nói ý kiến của mình. Là cái lần đó là con đã khóc rồi, con khá là tổn thương với cái câu nói đó. Thời điểm đó con giận rồi con không nói chuyện với mẹ trong một khoảng thời gian ngắn. Giống như là ngăn cách bởi ba mẹ con rất là xa, đôi khi là con không muốn nói chuyện với ba mẹ. Con phát điên, thậm chí là con phát nản, con muốn kiểu là muốn kết thúc cuộc đời con sớm. Điều mà con mong muốn nhất từ trước giờ là ba mẹ rất tự hào về con. Có thể con không hoàn hảo, còn mình trên nhiều mọi lĩnh vực học tập thì ba mẹ không quan trọng lắm, nhưng mà ba mẹ chỉ muốn con là một con người tốt, một công dân tốt. Con chỉ muốn là ba mẹ đừng có so sánh con với người khác và hiểu con nhiều hơn. Dạ, con là động lực của ba. Tại vì lúc nào con muốn nghe mẹ nói là con với anh con là động lực của mẹ, khiến cho mẹ cố gắng. Còn ba thì kiểu ba không có hay nói với con. Cho nên là con muốn cái điều mà ba nói với con thì kiểu con sẽ cảm thấy rất là vui, hạnh phúc, kiểu như là một cái động lực cho con để con cố gắng như một câu nói mà đó là con thích nhất á, là bất kỳ câu nói nào mà có bắt đầu từ cái chữ là con gái cưng của ba mẹ, hoặc là nói chung là bởi vì con cảm giác được cái câu nói đó thể hiện được là con là con gái duy nhất của ba mẹ, mà ba mẹ cũng là duy nhất của con.